Cách phân biệt dễ nhất là nếu bạn thấy một con cá sấu ở vùng nước ngọt như hồ hoặc sông thì nó là cá sấu nước ngọt. Ngược lại, nếu thấy một con ở vùng nước lở hoặc ở biển thì nó là cá sấu nước mặn. Cách phân biệt thứ hai là nhìn vào mõm của chúng. Cá sấu nước ngọt có mõm hình chữ U và lộ răng cả hai hàm. Ngược lại, cá sấu nước mặn có mõm thon, mũi nhọn lại và gần như thành hình chữ V. Khi đóng miệng, chúng chỉ lộ răng ở hàm trên. Tôi vẽ hơi thiếu thẩm mỹ nên để tôi dùng hình ảnh cho mọi người dễ hình dung. Và tất nhiên, tôi không khuyến khích cách nhìn vào răng vì phải đến gần thì chúng ta mới có thể nhìn được răng của chúng. Mà khi đến gần, nếu bạn không làm được như này, thì bạn sẽ bị như này. Run! Run, bro! Oh no, he's got it!